Hello, công ty thiết bị điện tử nghe nhìn XO Hotline 0879 80 1999. Hôm nay xin giới thiệu cho các bạn một mẫu camera ngụy trang kính mắt. Đấy. Thì đây, trên tay mình đang là một chiếc camera ngụy trang kính mắt bản mới nhất 2023 này. Đấy. Và bây giờ mình sẽ mở ra. Đó. Khi mình mở ra thì trên tay mình đây đang là một chiếc camera ngụy trang kính mắt các bạn nhá. Đó. Mắt camera của nó sẽ được làm ở vị trí sườn này. Đấy. Đấy. Siêu nhỏ làm ở đúng sườn các bạn nhá. Và khi mà các bạn sử dụng cái dòng camera ngụy trang kính mắt nhà mình thì cực kỳ kín đáo, siêu rộng kín luôn. Đấy. Góc quay của chiếc camera mình sẽ là 150 độ siêu rộng. Ừ. Và kính mắt của nhà mình nó sẽ là kính mắt hai màu. Khi mà bạn đi trời nắng ấy, nó sẽ chuyển chế độ. Đấy, nó sẽ chuyển sang màu là màu tím như này. Còn ở mà khi các bạn ở ban ngày ấy, đấy, không có ánh nắng ấy, nó sẽ là màu trắng. Và các bạn nào bị cận ấy thì các bạn có thể sử dụng để thay kính mắt bình thường nhá, và thay gọng kính bình thường. Đó. Bảng điều khiển của chiếc camera cho kính mắt của nhà mình sẽ làm ở bên gọng tay, đây là gọng tay trái của mình nhá. Đấy, như này, các bạn đeo vào là sẽ là gọng tay trái. Đấy. Sẽ bao gồm là một chân sạc này. Đấy. Một khay cắm thẻ nhớ. Đấy. Thì thiết bị của mình là camera của mình nó đang là một chiếc camera giấu kín và là dòng offline, nên là khi bạn sử dụng là các bạn sẽ phải có thẻ nhớ. Và khi bạn đăng ký kênh YouTube của mình thì mình sẽ tặng kèm cho bạn một chiếc thẻ nhớ để các bạn lưu trữ dữ liệu. Đấy. Và đây, đây chính là chiếc thẻ nhớ khi bạn đăng ký kênh YouTube của mình sẽ tặng kèm nhá. Đồng thời thì khi bạn mà sử dụng bạn sẽ lắp vào cho mình. Ừ. Bạn sẽ đẩy thẳng vào cho mình. Đó. Cứ đẩy thẳng vào như này là ok các bạn nhá. Đó. Và các bạn lưu ý cho mình là bắt buộc khi mà bạn sử dụng ấy là các bạn phải lắp thẻ nhớ vào. Đấy. Do dòng cam mình là dòng offline, các bạn không lắp thẻ nhớ vào nó sẽ không thể là bật được camera đâu các bạn nhá. Đấy. Đó. Ok thì đây trên đây là chân cắm thẻ nhớ này. Tiếp tục thì cái công tắc của nó sẽ làm ở đây. Đó, cái nút này sẽ nút công tắc tắt bật cũng như là chụp ảnh quay phim của chiếc camera ngụy trang kính mắt nhà mình. Đấy. Cách sử dụng thì cực kỳ đơn giản. Đó. Các bạn chỉ cần dí liền là sẽ bật lên này. Ấn một nút sẽ là chụp ảnh. Dí liền, giữ im 3 giây nó sẽ là quay video. Đấy. Rất đơn giản luôn các bạn nhá. Đó. Và trong video là mình cũng sẽ test sản phẩm cho các bạn luôn. Đó nên là cũng là đồng thời mình hướng dẫn cho các bạn luôn. Đấy. Tiếp tục thì phần dây sạc nó đây. Đây sẽ là phần dây sạc của chiếc camera chiếc kính mắt này. Đấy. Thì khi bạn sử dụng ấy, các bạn sẽ cắm vào phần chân sạc. Đấy. Cắm vào phần chân sạc nhá. Đó, để sạc cho máy. Đấy. Tiếp tục phụ kiện tiếp theo nó sẽ là một miếng khăn lau này. Và một tờ hướng dẫn sử dụng. Đấy. Thì chiếc camera của mình sẽ có chất lượng ảnh là Full HD 1080. Siêu sắc nét. Và có hỗ trợ bộ nhớ 128GB các bạn nhá. Đấy. Hỗ trợ thẻ nhớ lên tới 128GB. Đấy. Hình ảnh đây cực kỳ nét luôn. Độ phân giải. Nói chung là đầy đủ chi tiết đây các bạn nhá. Đấy. Đó, thì bạn nào có nhu cầu quan tâm đến sản phẩm, các bạn liên hệ trực tiếp cho mình qua số điện thoại Zalo 0879 80 1999 để mình có thể hỗ trợ tư vấn chi tiết hơn cho các bạn. Đấy. Và bây giờ thì mình cũng vào hướng dẫn sử dụng như là test sản phẩm luôn cho các bạn. Đầu tiên, để sử dụng được chiếc camera ngụy trang kính mắt này, các bạn cứ bật nguồn lên. Và đây chính là nút công tắc tắt bật này. Đấy, các bạn bật lên, các bạn sẽ dí liền cho mình. Đấy, và đến khi cái đèn này nó sáng này, tức là các bạn đã bật xong chiếc camera ngụy trang kính mắt lên rồi. Tiếp tục thì để chụp ảnh thì các bạn sẽ ấn cho mình một nút này. Đấy, nó nháy một đèn, tức là các bạn đã chụp xong bức ảnh nhá. Đó. Và đây là bức ảnh đầu tiên mình chụp ảnh. Tiếp tục mình sẽ chụp bức ảnh thứ hai, các bạn đeo kính mắt để các bạn có thể nhìn rõ hơn nhá. Đấy. Đó. Thì đây hiện tại đây là mình đang quay chụp hai bức ảnh như này. Tiếp tục thì để quay video nhá. Thì các bạn sẽ dí liền và giữ im cho mình 3 giây. Đấy. Bắt đầu bật dí vào giữ nhá. 1, 2 và 3 này. Bỏ tay ra. Đấy. Khi bạn dí liền và giữ im 3 giây thì lập tức ba cái đèn này nó sẽ nhấp nháy và nó sẽ tắt đi. Tức là mình đang ở chế độ quay video. Đấy. Và hiện tại đây là cái video đầu tiên của mình. Mình sẽ gọi đây là video 1. Và khi mình quay xong đoạn video 1 này xong, mình sẽ test sản phẩm thực tế cho bạn luôn. Đấy. Thì các bạn sẽ cố xem video của mình để nhận được, để có thể xem được chất lượng
thực tế của chiếc camera ngụy trang kính mắt của nhà mình các bạn nhá. Đó, thì mình sẽ đong đưa để cho các bạn biết được là cái chất lượng hình ảnh cũng như là cái độ bền, cái độ nhạy của nó, của chiếc kính mắt của nhà mình. Đấy. Đó, mình sẽ đung đưa các bạn nhé. Đó, thì tại vì tất cả các dòng camera mà cổ ấy thì thường là khi đung đưa thì nó sẽ bị lắc. Còn đối với dòng camera cao cấp của nhà mình thì nó sẽ là đưa đâu là quay đấy nhá. Đấy. Sau đó mình sẽ tắt đi này. Khi bạn muốn dừng lại, bạn ấn lại một nút này. Đấy. Lập tức cái ba đèn này nó sẽ nhấp nháy và nó sẽ chuyển chế độ trò đây, đèn đỏ sẽ chế độ trò nhá. Đấy, ok chưa? Đó. Đó, thì đây hiện tại đây là mình đang ở chế độ chờ. Còn hiện tại mình đang chụp hai bức ảnh và một đoạn video. Tiếp tục thì bây giờ mình sẽ tháo thẻ nhớ này ra này. Đấy, mình sẽ tháo tiếp thẻ nhớ này ra nhá. Và lắp vào một chiếc đầu thẻ để các bạn, để mình test sản phẩm thực tế cho bạn nhá. Đó, thì khi bạn cậy cái, khi bạn mà bỏ cái thẻ nhớ ra thì các bạn lên sử dụng dụng cụ đó chính là một chiếc nhíp. Đấy. Đó, thì đây mình có chuẩn bị một cái nhíp này để mình thuận tiện trong việc lấy thẻ nhớ ra nhá. Đây mình sử dụng chiếc nhíp này. Đó, bạn gấp thẳng ra được rồi. Đó. Các bạn làm một cái móng tay dài ấy, bạn gấp ra được nhá, chứ không cần qua nhíp. Đấy. Sau đó mình sẽ cắm vào chiếc đầu thẻ này. Đấy. Và bây giờ mình sẽ test thực tế trên máy tính cho bạn nhá. Đấy. Ok. Đó, đây. Đây chính là chiếc máy tính của mình này. Đó. Rồi, đầu tiên là mình sẽ lắp chiếc thẻ nhớ lên vào. Đó. Khi nó cắm vào là kêu tinh tinh thì các bạn nhé. Đó, đấy là đã báo nhận thẻ nhớ rồi. Sau đó mình sẽ vào này. Đó, mình sẽ vào USB đây nhá. Đấy. Thì đây, khi mình vào trong ổ USB này thì nó sẽ có hai file. File đầu tiên nó sẽ là file ảnh này. Đây sẽ là bức ảnh đầu tiên nhá, mình chụp cho các bạn này. Đấy. Tiếp theo chuyển sang bức ảnh thứ hai. Đấy. Cực kỳ sắc nét các bạn nhá, thấy không? Siêu sắc nét luôn. Đó, trong đây của mình sẽ là phần hình ảnh này. Tiếp tục thì mình sẽ test đến phần video. Đấy, thì đây chính là cái video mà lẽ mình đã hướng sử dụng cho các bạn nhá. Đấy. Các bạn ấn vào đó và các bạn sẽ mở lên cho mình. Đấy, mở lên này. Đấy. Khi bạn giữ lại và giữ im 3 giây thì lập tức 3 đây giây là này nó nhấp nháy và nó tắt đi nhá. Lúc là anh đang ở chế độ quay video. Có hiện tại đây là cái video đầu tiên của mình. Mình cho bạn đây là video 1. Và khi mình quay xong đoạn video 1 này xong, mình sẽ test sản phẩm thực tế cho bạn luôn. Đấy. Thì các bạn sẽ cố xem video của mình để nhận được, để có thể xem được chất lượng thực tế trước camera trong kính mắt của nhà mình các bạn nhé. Ừ. Thì mình sẽ đong đưa để cho các bạn biết được là cái chất lượng hình ảnh cũng như là cái độ bền, cái độ đó nhá. Thì đây là cái video ba lấy mình đã quay để test sản phẩm cho các bạn. Đấy, các bạn nghe được không? Âm thanh là cực kỳ rõ ràng, đồng thời là khi mình quay mình rung lắc nó sẽ không bị ảnh hưởng nhá. Các bạn đưa đâu quay lên đấy rất là mượt luôn các bạn nhá. Đó, một chiếc camera ngụy trang kính mắt siêu kín đáo kèm theo chất lượng ảnh cao, thu âm hình tiếng rõ ràng, thì đây là một dòng camera được khách hàng lựa chọn rất là nhiều trong năm 2023 các bạn nhá. Đấy. Rồi, thì đây. Đây thì khi các bạn mà muốn xóa file đi nhá, hoặc là bạn muốn tải lên thì các bạn sẽ ấn vào đó. Đó. Và các bạn sẽ ấn copy để tải lên dữ liệu lên máy tính này. Muốn xóa đi các bạn chỉ ấn GET này. Ấn OK. Đấy, nó sẽ xóa đi. Đó, thì khi bạn muốn format toàn bộ nhé, format của mình là xóa toàn bộ các phần ảnh, bao gồm cả ảnh cả video trong thẻ ấy, thì bạn sẽ ấn format này cho mình, ấn start, ấn OK. Đó, thì lập tức sẽ xóa toàn bộ đi nhá. Trong như coi như cái file bên trong là mình sẽ là file trắng luôn, không còn gì nữa. Đấy, rất đơn giản đoạn nhá. Đó rồi, thì đây sẽ là màn giới thiệu sản phẩm cũng như là màn test sản phẩm của mình cho các bạn. Đấy. Thì bạn nào có nhu cầu quan tâm đến sản phẩm, các bạn liên hệ trực tiếp cho mình qua số điện thoại Zalo 0879801999 để mình có thể hỗ trợ tư vấn chi tiết hơn cho các bạn. Và bên mình thì có bảo hành sản phẩm là 1 năm, lỗi 1 đổi 1 và có ship hàng toàn quốc. Khi các bạn nhận hàng, các bạn được kiểm tra, các bạn test hàng OK, đúng như video quảng cáo thì bạn mới thanh toán. Còn không, bạn hoàn hàng cho bên mình mà không mất 1.000 phí nào cả.
cực kỳ đã luôn bạn nhá. Còn chặt các bạn còn chần chờ gì nữa, nhanh tay đăng ký kênh YouTube của mình để nhận được những phần quà hấp dẫn nhất tại cửa nhà mình, cũng như là sẽ được nhận một chiếc thẻ nhớ để lưu dữ liệu này. Đặc biệt hơn là khi ở xa thì còn sẽ thêm một phần quà, chính là phờ đi ship ở gần qua trực tiếp tại cửa hàng để tham khảo và thử hàng. Cửa hàng sẵn hàng tại Hà Nội và Sài Gòn, các bạn gần đâu qua đấy. Đấy, cực kỳ tiện các bạn nhé. Đó thì video hướng dẫn sử dụng mình ở đây thôi. Các bạn xem video của mình có điều gì thắc mắc thì có thể bình luận phía dưới luận cho mình này. Hoặc có thể liên hệ qua Zalo số điện thoại 0879801999 để mình sẽ tư vấn chi tiết hơn cho các bạn nhé. Đấy. Rồi video hướng dẫn sử dụng đến đây thôi. Bây giờ thì xin chào và gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo.